Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với cô channel. Và hôm nay là một ngày chủ nhật, nhưng mà hôm nay thì hơi đặc biệt một chút là hôm nay là mình không có đi cà phê với anh em được, mà hôm nay thì mình sẽ đi học mọi người ơi. Hôm nay thì mình sẽ đi học lái xe lớp căn bản của Gymkha Level 1 chứ. Cái từ đó mình không nhớ đọc sao nữa trời ơi. Gymkha hay là Gymkha gì đấy, nói chung là liên quan tới kỹ thuật lái xe của Nhật đó. Tuy nhiên thì hôm nay thì khá đặc biệt, tại vì câu chuyện nó là như thế này. Hồi xưa là mình đã từng đi học một cái lớp lái xe an toàn rồi, lớp đấy của Honda tổ chức 2 ngày. Honda tổ chức 2 ngày miễn phí dành cho anh em sử dụng xe phân khối lớn của Honda ở bên sông Ngàn Đồng Phú Thọ đấy. Thì đợt đó thì mình cũng có đi. Tuy nhiên đó là một sự thật, đó là mình lớp đó tổ chức 2 ngày nhưng mà mình đi 1 ngày thôi, sau đó mình nghỉ. Tại vì một lý do đơn giản thôi, đó là mình thấy là cái lượng kiến thức so sánh với lại là cái lượng kiến thức và cái thời gian thực hành so sánh với tổng cái thời gian mà mình bỏ ra cho cái việc đó, nó không có xứng đáng. Có nghĩa là có quá nhiều hoạt động bên lề và nó có quá nhiều cái sự thời gian chết. Và tại vì người quá đông mọi người, đông quá luôn. Đợi tới phiên mình được hướng dẫn, đợi tới phiên mình được thực hành thì thật sự nó quá phí phạm thời gian. Nên đó là đợt đó thì mình đi chỉ có 1 ngày thôi. Ngày hôm sau là mình nghỉ luôn, mình không có đi nữa. Đợt đó thực ra thì mình cũng có quay vlog, mình cũng có quay vlog để chia sẻ lại với mọi người. Nhưng mà sau đó mình cũng suy nghĩ là thôi, thực ra đó là một sự kiện miễn phí mà Honda tổ chức thì Honda sẽ cố gắng lấy những cái vấn đề liên quan tới nội dung hình ảnh để họ mua, họ post bài. Cho nên đó là cái việc phí phạm thời gian chắc chắn là sẽ có. Cho nên thôi, mình nghĩ là mình sẽ không quay vlog. Nhưng mà thực sự là cái đợt đấy thì khi mình đi học về thì mình cũng lượm lặt được vài thứ, và mình nghĩ là nó cũng rất là tốt cho cái kỹ, cho cái vấn đề chạy xe của mình. Thì từ đó mình thấy là một trong những vấn đề quan trọng đó là khi mà chạy xe như thế này thì việc đi học cũng là một phần cực kỳ quan trọng. Nó giống như cái việc là mình lên đồ chơi cho xe hay là mình lên đồ cho người vậy đó. Thì mình đi học để mình lên được kỹ năng cho mình chạy thì mình nghĩ là nó rất là tuyệt vời. Cho nên thì đợt này thì mình mới gọi là tự bỏ tiền ra đăng ký đi học lớp học level 1. Cái này là được CBC Workshop thực hiện cùng với bạn Đông Trần đó, đó thì hợp tác và tổ chức. Rồi đương nhiên lớp học này sẽ có phí với mọi người, cũng rất là đắn đo luôn. Hiện tại đó là cái việc cái lớp mà mình đang đi học, lớp căn bản học nửa buổi, tức là học từ 7:30 cho tới 12 giờ, là 1.500.000 mọi người. Chi phí thực sự nó khá là mắc. Mình có rủ một số anh em đi học cùng với mình, nhưng mà khi mà mình nói chi phí ra thì anh em đều ái ngại không muốn đi học. Đó, thì tâm lý cũng dễ hiểu mọi người. Tâm lý anh em chơi xe, lên đồ chơi cho xe, lên đồ cho người mình thì thấy không sao. Nhưng mà kêu đi học tự nhiên học nửa buổi có 1.500.000 thì rén hết. Đó. Tuy nhiên thì mình cũng tò mò, tức là mình cũng mong muốn là để xem đó là bạn Đông Trần thì một người rất là nổi tiếng rồi. Trong cái giới mà đào tạo xe, lái xe rồi. Này chắc anh em cũng biết, mình thì mình mới tìm hiểu gần đây mình mới biết thôi. Thật ra là một số người bạn của mình gửi cho mình thông tin, mình tìm hiểu mình biết, thì mình cũng muốn là đăng ký đi học để mình có thêm được kỹ năng đó. Thì đương nhiên mục tiêu của mình không phải là để học xong về đi đua hay gì, cơ bản đó là mục tiêu của mình đó là mình đi học xong để mình có thể lái xe an toàn nhất và mình có khả năng xử lý được những tình huống bất ngờ khi mình đi trên đường. Chứ chạy nhanh thì chắc chắn là cũng không có chạy được đâu, tại vì mình chở vợ mình mà. Thì mình sẽ cố gắng là làm sao để mình có thể thao tác và xử lý hết toàn bộ những cái vấn đề khó khăn mà có thể gặp phải trên đường để đảm bảo là nó an toàn nhất có thể. Tại vì đây là một thú vui của mình, nhưng mà thực ra thì thú vui này nó cũng rất là nguy hiểm mọi người. Có vợ mình đi cùng mình mà, cho nên thì đối với mình thì đây là một sở thích nhưng mà nó có tiềm ẩn rủi ro rất là cao. Rồi, ok. Nên là bây giờ hãy cùng mình đó là thử đi tham dự một lớp học lái xe mà có trả phí, và đối với mình nha thì nó khá là cao. Mình là người gốc làm đào tạo đây, đối với mình thì cái chi phí đó khá là cao, cho nên nó là để xem như thế nào nhé mọi người. Ok, đi thôi, này đang bị trễ rồi, chắc là mình trễ 5 phút. Lớp học thì tụi mình sẽ hẹn nhau ở bên quán cà phê PJ, ở bên
bên này, bên quận 2 ha, sala quận 2. Thực ra là mình cũng hay ngồi cà phê ở đây, mình hay ngồi cà phê bên 1/2 bên kia kìa. Và quán PJ thì mình nhớ nó ở đâu đây. Ở đây. Rồi. À. Rồi. Rồi. Đây. Hello. Ôi, hello. Hello Đông. À, hôm nay mình đi học. À, ok. Rồi. Yeah. Hello. Hello mọi người. Đợi chút. 2000 years later. Rồi, ok, sáng giờ là đang chia sẻ về sơ qua về gym, gọi là gym sorry mọi người đọc cũng không được mọi người ơi. Gym Khaka ha, tức là đông bạn đông, nhưng mà mình nghĩ là chắc là đông lớn tuổi hơn mình ạ. Chắc là lớn hơn 1-2 tuổi gì đấy. Nói chung là bên bạn đông là chia sẻ về những cái kỹ năng quan trọng của lái xe an toàn. Để mà mình có thể đi học. Và ngoài ra đó là có giải thích thêm về những cái level, những cái lớp học mà mình có của trong Gym Khaka, và giải thích cho mọi người, định hình được cho mọi người các vấn đề liên quan tới việc lái xe và chuẩn bị tâm lý như thế nào cho cái việc đi học. Thì mình thấy là bạn Đông chia sẻ rất là hay và rất là thuyết phục. Nói chung thì mình nghĩ là rất là tốt ở trong đoạn đó, trong vấn đề về bạn có kinh nghiệm đào tạo khá là tốt luôn. Mình nhận thấy là như vậy. Do thực ra thì mình cũng là gốc, cũng là dân đào tạo. Nhưng mà mình thấy được là bạn có kỹ năng đào tạo rất hay, nói chuyện rất là thuyết phục. Rồi, có kinh nghiệm mà. Rồi, còn đối với mình thì ok, như vậy cũng được rồi. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ đi ra sân để tập. Theo như bạn Đông nói thì cũng sẽ gần đây thôi ha. Mình sẽ chạy ra sân để mà tập. Rồi sau đó thì hôm nay thì mình sẽ xử lý các vấn đề liên quan tới việc đó là làm chủ được con xe nè, sử dụng côn hiệu quả nè, vặn xe, di chuyển xe được đồng đều nè, tập U-turn nè, rồi ngoài ra đó là cái vào cua nè, rồi đánh lái nghịch nè. Đó, rồi khá là nói chung là cũng khá là nhiều cái, mà từ từ tí nữa mình sẽ cảm nhận theo thì nó sẽ còn nhiều lớp, nhiều sau, nhiều level tiếp theo nữa. Hôm nay thì mình chỉ mới học level 1 thôi, cho nên thì nó sẽ như vậy. Thì mình cũng hy vọng là mình sẽ học hỏi được nhiều cái để cải thiện thêm kỹ năng lái xe của mình. Điều đặc biệt hôm nay trong lớp học thì trừ bạn người nước ngoài, mình có cái trí nhớ về tên không có giỏi nha mọi người ha. Đó. Trừ bạn người nước ngoài phía trước thì mình nghĩ chắc là chạy xe cũng nhiều, thì còn lại đa phần là các anh em chạy xe classic hết. Triumph không à? Triumph R90 chạy xe classic, xong rồi kiểu như là chạy xe solo là nhiều, giống như mình hồi xưa vậy đó. Nhưng mà chạy cũng sẽ không có chạy nhanh được, chạy 60-80 thôi. Kỹ năng lái xe thì ai cũng tự nhận thấy là mình cần phải cải thiện thêm đó, cho nên là đi học như thế này để cải thiện thêm được rất là tốt ha. Rồi, ok, bây giờ thì mà cũng sorry mọi người, đó là mình thì không có thói quen, đó là mình quay clip mà lúc mà các bạn đông bạn nói chuyện hay là bạn giải thích các kiểu như thế, cho nên đó là mình không có quay, mà mình chủ yếu là mình quay lúc mà mình đi thôi đó, cho nên thì mọi người cũng thông cảm giúp mình nhé. Làm vlog làm chơi mà, nên rất là nhiều lúc thì mình sẽ không có thói quen là mình quay lại cái cuộc nói chuyện hay là cái cuộc đào tạo của bạn Đông. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cố gắng chạy tới sân để tập luyện. Hy vọng ngày hôm nay tập luyện được nhiều cái ra cơm ra cháo để chạy xe cho nó được tự tin hơn mọi người. Ok, đi thôi. Rồi, hiện tại là tới nơi mọi người, tới cho CBC Workshop. Ok, hôm nay được mấy chiếc thôi, 5 chiếc thôi. Rồi.
Rồi, ok. Tụi mình sẽ tập ở đây nha mọi người. Ồ, hơi nắng xí. Rồi nãy giờ tụi mình tập chủ yếu là thăng bằng được con xe bằng cách đó là dắt xe một tay, di chuyển xe một tay. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ tập đó là chạy xe số 1, số 2, số 3 mà hoàn toàn không dùng côn, tức là lên xuống hoàn toàn không dùng côn, không dùng ga và cố gắng cho xe không bị tắt máy. Tức là bài tập này đang cố gắng là để cho mình kiểm soát được cái ga của cái xe. Rồi. Nghĩa là hoàn toàn không sử dụng ga, hoàn toàn không sử dụng ga để cho xe nó chạy. Sau đó lên số mọi người tập, sau đó mình sẽ lên số này. Rồi, lên số 2 này. Đó là đang cố gắng tập là hoàn toàn không có đụng chạm gì đến côn và ga và lên được tới số 3. Rồi. Bây giờ xuống số nữa mọi người. Xuống số. Xuống số 1. Ok. Rồi, lên số này. Quay như thế nào? Ừ. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Đây. Tốt kia, không có. Anh cứ chạy, chạy ở đây nè. Đây. Mọi người có thấy cái tay em đẩy không? Thấy rất nhỏ đâu, thấy ít, rất nhẹ. Đúng rồi. Em chỉ cần lực như vậy thôi, nhưng mà mạnh đấy. Đừng cùng đùa. Do you see my hand? Do you see my hand? Yes. Push it. Yes. Ok. I hope. What do you mean you hope? I hope it will be okay. Ok, bây giờ em sẽ làm ngược lại. Đây là bên phải, em ngược lại là bên trái nha. Đây, bên phải nè. Mọi người ở đây. Anh ơi. Đúng chưa? Ôi, hello mọi người. Hiện tại bây giờ là 2 giờ chiều rồi mọi người.
Sau khi tập xong cái bài phanh khẩn cấp thì coi như là lớp học cũng kết thúc. Thì bây giờ mọi người đang đi ăn trưa, còn mình thì mình có việc gấp cho nên bây giờ mình cần phải về nhà, nên là mình không có đi ăn trưa với mấy anh được. Giờ nhanh chóng chạy về nhà để còn đưa vợ mình đi có việc. Rồi ok, việc đầu tiên là trước đầu tiên đó là mọi người lưu ý đó là cái clip này của mình là cái clip của một người đó là chia sẻ thuần túy, và mình hoàn toàn không có quen biết gì tới Đông hay là CBC Workshop, tại vì thật ra thì mình cũng mới liên hệ CBC Workshop ở đây thôi. Và mình đóng vai trò là một người mà sử dụng xe máy phân khối lớn và mình chưa có tự tin vào kỹ năng của mình, nên là mình đăng ký tham dự những cái lớp học này. Thì đó là một cái lưu ý ạ. Ủa? Rồi, không biết là mình có đi nhầm mà đường cấm không mọi người. Rồi thì một trong những cái mọi người sẽ để ý là như thế này, cơ bản là mình là người đã có kỹ năng chạy, đã kỹ năng chạy xe, mình chạy cũng nhiều, nhưng mà cơ bản mình tự nhận định mình là người chạy xe không có được giỏi và khả năng phản ứng cũng chưa cao, cho nên đó là mình mới đi học lên cái lớp học này. Vậy thì một cái đặc điểm mà chúng ta có thể nhận thấy là từ anh Đông Trần ha, vì anh Đông là lớn hơn, lớn tuổi hơn mình. Một cái rõ ràng là mình có thể nhận thấy được là anh Đông Trần là người có kỹ năng giảng dạy khá là lâu đó, đánh giá con mắt người trong nghề rồi, kỹ năng đánh giá giảng dạy khá là lâu và có biết được nhiều tình huống có thể xảy ra và phát sinh và xử lý những tình huống rất là nhanh. Và một trong những cái ưu thế của cái lớp học này đó là nó bắt đầu từ từ, có nghĩa là mặc dù là mọi người đã chạy xe hết rồi, nhưng mà vẫn có những cái động tác, những cái bài tập để cho mọi người một lần nữa làm quen với con xe của mình, nhưng mà làm quen với những cái động tác khó, những cái động tác mà xưa giờ mình nghĩ là mọi người sẽ không tự nghĩ là mình có thể làm được, ví dụ như là đứng trên xe hay là lái xe hay là bước chân qua bước chân lại hay ngồi trên yên mà vẫn chạy được xe. Thì những cái đó nó giúp cho mình, nó tăng được cái sự tự tin trong cái vấn đề đó là mình điều khiển con xe của mình. Đó là cái mình nghĩ là cái đó quan trọng nhất. Và từ đó là khiến cho mình không sợ con xe nữa, và mình sẽ giúp cho mình có thêm được can đảm để mà mình có thể làm tiếp những động tác khó hơn, những động tác vô cua hay là những động tác cái gì ôm cua mà sâu ha, để mình chỉnh cơ thể người mình cho nó đúng. Thì mình thấy đó là cái điều tuyệt vời. Rồi ok, học xong thì mình nghĩ là mình cũng lượm lạc được rất là nhiều thứ. Đương nhiên là cái vấn đề tiếp theo mình nghĩ đó là học như thế này thôi không thôi đủ, chưa đủ, mà quan trọng là bây giờ mình phải tập luyện như thế nào. Tại vì những cái mà mình vừa làm, những cái mà mình quay lại mình chia sẻ với mọi người, thực ra nó chỉ là cái bước khởi đầu thôi. Làm tới khi nào mà nó tập thành phản xạ thì lúc đó mới gọi là thành công được, chứ còn như bây giờ thực ra đó là chỉ nói được các yếu tố để nhận xét về cái lớp học thôi. Thì lớp học thì đối với mình nghĩ là lớp học nó ok. Chỉ có một điều thôi là nắng quá, nắng má ơi luôn, nắng sợ kinh hồn, nắng mà tới mức mà đoạn cuối là mình muốn xin phép mọi người mình đi về trước, tại vì mình chịu không nổi nắng nữa, đứng một chỗ mọi người chịu không có nổi. Cho nên nó là mình muốn xin mọi người mình về trước luôn á, nhưng mà cũng không sao, cũng kịp chụp tấm hình rồi xong rồi mình mới về. Rồi ok, vậy thì cái vấn đề quan trọng nhất đó chắc là chi phí nha. Mình không biết là chi phí của những lớp học khác của Đông, của anh Đông thì nó như thế nào, mình chỉ biết chi phí của lớp học này của CBC Workshop thôi nha. Thì trên phương diện là một người tiêu dùng và mình bỏ ra 1,5 triệu nha. Là mình vẫn thấy nó mắc nha. Tới thời điểm hiện tại sau khi mình học xong mình vẫn thấy nó mắc. Nhưng mà nếu như câu hỏi là có giá trị hay không thì mình sẽ dám nói đó là có giá trị. Ok ha, có giá trị. Và nếu gọi là cho quyết định lại có bỏ ra 1,5 triệu để đi học lớp học này hay không, thì mình nghĩ câu trả lời của mình vẫn là có. Tại vì những cái mà mình lượm lặt được mình thấy ok. Rồi, đó là đánh giá của mình. Còn những lớp học sau thì thực sự là thực ra thì cái này có tới 4 level lận. Nhưng mà mấy lớp học sau chắc phải chờ về kiếm tiền, xin tiền mọi người ơi. Đi học kiểu này cũng mắc lắm. Xin tiền vợ xong rồi mới đi học tiếp được. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã dành thời gian coi vlog này. Và một lời cá nhân mình, mình vẫn giữ một cái quan điểm đó là mọi người nên đi học lái xe an toàn. Có thể mọi người chạy được rồi, nhưng mà sẽ có một số cái mọi người vẫn sẽ lượm lặt được, và từ đó giúp cho mình hoàn thiện được cái kỹ năng. Và quan trọng nhất, tại vì cái cuối cùng vẫn là chạy xe an toàn mà.
làm sao để mà mình cuối cùng mình vẫn an toàn để có thể phản ứng được với mọi thứ xung quanh. Mình không đi học để chạy nhanh, mình đi học để chạy an toàn. Đó là quan điểm của mình. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem vlog này. Mình là Cô. Mình có sở thích liên quan tới xe mô tô, xe phân khối lớn và những vấn đề liên quan tới đó. Rồi, hôm nay là một chủ đề khá lạ đi học với nó. Một điều mà Cô nghĩ là sẽ không nhiều người làm. Ok, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những vlog tiếp theo. Nếu thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người. Rồi, giờ chạy về nhà thôi.